chương trình tổ chức hai lớp riêng cho từng nhóm tuổi, nhưng có những em nhỏ theo học cả ngày. Điều thu hút các em chính là những giờ học thú vị, vừa học vừa chơi như thế này. Tôi thấy những em bé ở đây rất năng động, các em hỗ trợ.